Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn thưởng thức các loại hải sản cao cấp như cua hoàng đế, tôm hùm Alaska thì hãy truy cập ngay haisanhuobo.com hoặc gọi hotline 037 502 8888. Tôi Hữu Bộ xin chào 500 anh em. Tôi Văn Tiến chào 500 anh em. Tôi Cường Sơn Vân chào 500 anh em. Tôi Lâm Trạc xin chào 500 anh em. Ok con ạ. Hôm nay thì anh em mình sẽ quay trở lại với chủ đề siêu cay và khổng lồ. Hiện tại thì ở đây mình đã chuẩn bị 15 cân ốc bươu và ốc mít các bạn ạ. Số ốc bươu và ốc mít này thì hôm qua mình có thuê một ông gọi là thợ săn tiền thưởng đi săn cả đêm để được 15 cân ốc mít này. Bởi vì sao mình lại thuê ông thợ săn đó? Bởi vì những con ốc khi mà mới bắt về thì nó sẽ béo và tươi ngon hơn những con ốc ở ngoài chợ. Người ta có thể nhốt vài hôm thì ốc nó sẽ bị gầy đi bớt các bạn ạ. Nếu mà ở ngoài chợ thì thường người ta sẽ để các size kiểu cùng một cỡ với nhau. Nhưng mà đây thì ốc lộn xộn cả, vừa size to vừa size con các bạn ạ. Đó. Cái con này tí mà kiểu nhé ra rồi chấm mắm với cả gừng thì uầy, béo cực kỳ luôn. Và cái nguyên liệu để anh em mình làm món ốc om sả ớt siêu cay đó gồm cái gì bạn Lâm nhỉ? Có sả này, cái này gừng này, cho ớt này, chanh này, có ớt bột này. Ớt bột này thì cực cay rồi. Nói chung là một tí ớt thôi, có lửa cân thôi mà. Một chút thôi. Đường mấy ớt bột tí pha nước chấm thôi mà. Không biết là cái số 15 cân ốc bươu này coi như mình có hết được cái chảo này không nữa. Cái chảo này không biết có đựng hết được không ấy. Bởi vì mình thấy nó rất là nhiều, 15 cân được gần một thau như này. Đổ sang tí anh sợ là không hết đâu em ạ. Không hết luộc luôn ra thau. Không, tí không hết tôi nghĩ là phải phóng sinh bớt bạn ạ. À thế à? Đúng rồi, bởi vì ở đây nhiều quá tí anh mình phải phóng sinh bớt thôi. Phóng sinh luôn. Thế thì nhặt những con to phóng sinh ăn những con bé thôi cho nó bù. Chắc là bạn muốn cả những con to sau nó sinh sản được để mà tôi gọi là để lần sau anh mình sẽ bắt hả? Mình phải biết gây giống. Nói chung là các bạn mà có xem kênh của mình thì các bạn sẽ biết là kênh của mình thường ăn rất là cay các bạn ạ. Nên là ở clip này không thể ngoại trừ được, đó chính là cực kỳ cay luôn. Hai anh em rửa qua đi, xong để anh em mình cho vào rồi chuẩn bị om thôi. Đây các bạn, những con ốc nhìn rất là đẹp luôn. Cẩn thận đứt tay đấy. Anh em mình sẽ cho nguyên liệu vào để anh em mình đảo qua trước các bạn ạ. Này. Hơi nhiều xả đấy. Cái nhà làm ra một chút ớt. Thấy rồi. Màu như tăng màu sắc sắc nữa kìa. Đẹp hết nhỉ. Ủa, đẹp mắt đấy. Ý này cay phải biết đấy. Đây là như mình còn chưa cho ớt bột các bạn ạ. Một lát nữa cho thêm ớt bột nữa. Cho nó cay phỏng lưỡi luôn. Đấy, anh em để ốc ở đây để chuẩn bị đi. Rồi già già cái này là anh em mình cho ốc vào thôi. Nhặt từng con một đếm nhá. Đếm luôn. Ui, tôi cho vào đi anh ạ. Thử thử đấy. Điếc hết cả mũi. Quay 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 quay. Lộ ạ. Để đảo được chảo ốc này thì cần có một người bàn tay chắc khỏe các bạn ạ. Rất là này, nặng đấy. Tay này quay nhiều lắm không khỏe mới đảo này. Thôi em ơi. Lướt đi, cho lướt đi. Mình vẫn được là hay là bạn sợ gọi là nặng tay à? Thôi em nói gì với bọn ốc gì đi? Hẹn gặp lại ngày sau. Anh em mình sẽ giữ lại cần này ốc để anh em mình om và chín và thưởng thức thôi. Mình nghĩ thế này là nhiều đối với anh em mình rồi. Ăn thế này thì no luôn đấy. Tôi nghĩ không cần đâu bởi vì ở bên dưới nó có cái gì nhỉ? Đâu, vừa nãy nó có dầu rồi, giờ một lát nữa nó sẽ ra thêm nước ốc ấy. Cho một tí thôi. Lửa cốc rồi, nó gọi là có tí hơi ấy. Em cho ít rồi. Nước ngọt à? Nước lọc, spice. Nước lọc ấy.
giờ anh em mình sẽ bắt đầu pha nước chấm các bạn ạ. Nguyên liệu thì anh em mình đã băm nhỏ đây rồi. Bây giờ đun chè sẽ cho nước vào đây để anh em mình kiểu khuấy đường với cả nước mắm các kiểu trộn vào với nhau. Ấy đừng cho dầu ăn. Bên này thì bạn Lâm đang đảo ốc, chảo ốc của anh em mình chín rồi các bạn ạ. Bây giờ chỉ pha xong nước chấm này anh em mình thưởng thức luôn thôi. Em lại tưởng cho dầu ăn để bôi trơn. Nhanh chóng làm dịu cơn đau, hôm trời đang sắp mưa rồi. Không lại phải ăn dưới mưa là hơi mệt đấy. Cái này vào đi. Mưa thì mình lại chơi mưa. Gừng à. Gừng băm. Úi giời, lại chuyển màu vàng. Ấy, tỏi. Trắng ấy. Đấy. Nhìn như nước tương rồi đấy. Xanh. Đấy, lại thêm màu xanh nữa. Từ nãy giờ thấy hai anh em gọi bốc cái này nhưng chưa thấy ông nào bốc cái kiểu đỏ đỏ này nhỉ. Em ơi, cho ý bột này. Chiều là đang buồn đi VKC chưa dám sờ. Em thử chắp tay lên mồm em xem nào. Thôi. À đây, ớt bột nữa này. Ớt bột đi. Đường cho chưa? Đường cho. Cho được. Cái này là đang gọi là thiếu nước này. Cho thêm một ít nước nữa. Ở đây mình có chanh. Bắt chanh đi. Bát nước chấm của anh em mình hơi hổ lốn một chút các bạn ạ. Nhưng mà nó có vị anh em mình thích nên là anh em mình sẽ pha như thế này. Sao lại gọi hổ lốn này, hơi bị ngon đấy. Bởi vì các loại màu khác nhau ấy. Ê. Em làm gì đây? Hả? Em chấm à? Hay, ăn thử đi. Ghê thẳng quá. Nghĩ đã chua kinh khủng rồi mà cao vẫn ăn kiểu không cảm xúc kìa. Thôi được rồi, em mút thử xem ok chưa. Wow. Ngon này ạ. Ăn quả mặt biến dạng. Thơm á. Thế thôi nào, ra để anh em mình thưởng thức món ốc om gọi là xả ớt siêu cay của anh em mình. Thôi bạn ơi, đùa đùa. Tắt bếp. Kiếm chỗ để anh em mình tọa luôn. À, nhá. Lóng. Hiện tại thì trời cơn mưa đang đen xì rồi các bạn ạ. Anh em mình phải nhân lúc trời chưa mưa là ăn sớm để về sớm cũng là mưa mất. Và đây là chảo ốc om siêu cay của anh em mình các bạn ạ. Còn kia là bát nước chấm hổ lốn. Thực ra là do anh em mình cho thêm ớt bột nên là nó kiểu bị máu như vậy. Anh em mình cho ớt bột vào để cho nó cay, cho nó đúng vị, gọi là siêu cay luôn. Ăn đi cho lóng. Lóng hổi. Món này nó kỵ nguội, nó tanh. Ui, ăn thử con bé ăn con rất to là béo ngậy. Ôi, nhìn bé này bây giờ đầy thịt phết nhỉ. Béo thế. Wow. Mời các bạn nha. Ốc nó lắng. Ốc ăn dai dai luôn. Mời các bạn nha. Lóng lóng quá. Béo ấy. Mình mời các bạn nha. Ốc ăn dai giòn. Con này to tướng luôn. Trời ơi, em tìm con nào con to. Ủa đây. Tôi nhìn thấy con của bạn Lâm ăn rất béo. Ồ. Con này ui, coi là to cha bá. Con này cục kém. Gọi là xít đấy chả. Nhài nó dày dày. Ui, con này dày. Wow, béo ngoại đúng không? Uống nước, uống cái nước của nó thơm thật. Gừng xả. Nó nhá chanh thơm. Ủa, ăn con cứ ăn cay quá. Cay quá. Đúng rồi. Giòn thật, ăn sơ đấy. Ê, có thêm ít lá chanh nữa các bạn, ăn nó thơm lắm. Ốc lóng. Món này lạ, thơm nhỉ, ăn ngon hẳn. Ngon là ốc quán này nhỉ. Mà tiếng quán thì lấu ngon làm sao bằng anh em mình nhỉ. Đó, con này bé mà người to quá các bạn. Cay quá. Quán ốc nó tàn đẻ 4-5 ngày nó teo thịt ở đây. Vừa hôm qua cái hôm nay ăn luôn. Ê con này to nhìn bé này mà trong người to thật đấy. Không khác gì ốc nuôi công nghiệp. Các cụ vẫn có câu người bé dế to. Không phải công nhận cái ông này ông bắt ốc giỏi nhỉ. Bắt toàn ốc khủng. Rồi có tí bia hãm cái cây tê tê. Anh em thử nói cảm nhận khi mà thưởng thức cái loại ốc này xem nào. Tôi thấy ăn kiểu ốc nó tươi ấy, thịt nó đầy đặn á, ăn nó béo, nó to, ăn ngon. Con này thì con chả bá luôn. Đáng ra bạn phải để cả cái gọi là cái đít lại để bạn ăn nhé. Rồi bạn ăn cái này cho nó dài dài ngon hơn. Cái kia nó béo béo ngon hơn. Tôi nghe bảo là nếu mà ăn cả cái phần đuôi của nó ấy, thì nó sẽ béo và bổ đấy. Xin bất lão. Tí nữa bạn dành cho bạn ấy. Ăn mà cho xin bất lão luôn.
Gừng tỏi xả thơm nhỉ. Con này to đúng luôn. Nộn lên. Chấm này là ăn thêm ít lá chanh nữa thì thôi rồi luôn. Ông gọi là cực kỳ dày. Ngay sư trong mồm như kiểu nhai sụn đấy. Cay quá. Ngồi quay một lúc ở ngoài cho anh em kiểu như ngon quá hay sao, mỗi đứa đến nó đốt thì sao. Ngứa vãi chó. Máu ngọt. Máu ngọt quá. Ngọt ở đâu mà ngọt. Ngọt độc. Ngọt chó. Trò chả bá luôn. Con này nhìn dạ thế. Ngọt vãi. Mình mời tất cả mọi người nhá. Cái nhìn này nhìn giống ICD con trâu. Trâu là trâu. Đúng ăn ốc kiểu này sướng, sướng hơn ăn kiểu ốc đá, ốc vặn. Ốc này, một con này nó to gấp 4 lần, kiểu ốc kia nhai đẫy mồm hẳn. Okay, và lấy lại nhà mình còn phóng sinh bớt đấy con ạ. Ok, bé lẻ lâu. Bé lẻ lâu mà lẻ mãi được một con. Nhưng cái nước chấm này có vẻ hơi cay cay một chút ở chỗ nào ấy. Hình như là cho hơi quá nhiều tỏi thì phải. Hơi nhiều tỏi. Đúng không? Anh em quả này hôm nay tí bát nước chấm là hơi lỗi một tí các bạn ạ. Đó là cho càng nhiều gừng thì nó sẽ càng ngon, đã gọi là mắm gừng rồi. Càng thơm. Bây giờ anh em cho chủ yếu là tỏi thôi. Ăn cái mặt của nó thì kiểu giòn giòn, ăn cái bụng thì béo béo. Cay cay tê tê một chút. Nhưng mà đây là anh em mình đang kiểu ăn tăng tốc đấy các bạn ạ. Chuẩn bị về đích rồi. Dạ thì bởi vì cơn mưa đang kéo đến chỗ anh em mình rồi. Thực ra thì nhà mình đã ngâm rồi nhưng mà có những con nó vẫn chưa nhả hết nước thôi ạ. Kiểu nó không chịu há mồm ra để giờ sạch. Kiểu như nó chưa thích nghi được môi trường ngay thì nó chưa mở mồm ra ấy. Kiểu nó không mở mồm đánh răng này anh. Nhưng mà trên thế giới nhiều con rất thích ăn nhớt. Uầy. Bây giờ chừa lại toàn kiểu ốc con nhỉ. Rồi. Anh em ăn khỏe quá. Điền. Điền. Nhà đúng cái ốc thối. Nó ăn phải ốc thối rồi ông giáo à. Cho các bạn biết là cái cảm giác nhai vào con ốc thối nó như thế nào là. Mùi khắm khắm cái gì ấy. Thối thối khắm khắm. Thối mồm. Thối mồm. Cảm giác mà ăn nó cứng cứng, khô. Khô khô bà bá đấy, nó không được giòn. Thực ra ăn ốc này thì không thể lé được những con thối con ạ. Bởi vì không thể vừa nhả từng con rồi lại ngửi xong mới cho vào mồm để ăn được. Thế thì... Thôi. Rất là mất thời gian con ạ. Thôi dậy đi. Ăn nước dài con. Ôi, ăn lốt con xem chú không. Một chảo ốc. Nhiều như vậy mà anh mình ăn ván hết rồi con ạ. Chỉ còn khoảng độ một nửa nữa thôi. Hết rất là nhiều. Kiểu ốc hay là anh mình do anh mình ăn những con ốc to ấy. Nên chờ lại còn những con ốc con thì sao ấy. Nên còn ít. Như ăn này kiểu cảm giác nó không ngấy. Nó chỉ béo thôi. Và thùng cay nữa. Và anh mình thì đã thưởng thức xong món gọi là ốc om xả ớt siêu cay rồi con ạ. Và thời gian clip cũng khá là dài rồi, để không làm mất thêm thời gian của các bạn nữa thì anh em mình sẽ dừng clip này ở đây. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cuối clip này của anh em mình. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.